trước mặt của chú chị mình là mặt tiền đường ha, rộng khoảng là 4 làn xe anh chị ha. Mặt tiền đường này thì hiện tại đang có tên là mặt tiền đường Đá Bạc anh chị, nhưng mà em Điền không phải là ở ngay xã Đá Bạc đâu nha anh chị. Hiện tại em Điền đang có mặt ở đây là ở xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Đó thì cung đường này có tên trên Google Maps là đường Đá Bạc anh chị ha. Cái tuyến đường này là tuyến đường chính này để mà cô chú chị mình từ Sài Gòn mình đi biển Bình Châu và cũng như là biển Hồ Cốc rồi anh chị ha. Đó, hướng trước mặt em Điền quay đây thì mình đi hướng đi thành phố Hồ Chí Minh này cũng như là Châu Đức anh chị ha, và đi được thành phố Bà Rịa này kia đó. Là đường này anh chị ha. Đó, đường này là cái cung đường nối giữa cái tỉnh lộ 328 và 329 anh chị ha. Đó, hướng trước mặt mà em đường quay này là tỉnh lộ, mình đi tới tỉnh lộ 328 nha anh chị nha, khoảng gần 2 cây số thôi mình sẽ đụng ngay vòng xoay Phước Tân cũng như là ngay chỗ đó là ngay xã Phước Tân luôn anh chị ha. Và mình đi thẳng nữa mình đi được Châu Đức nè, đi thành phố Hồ Chí Minh nè. Và còn cái hướng ngược lại đây là mình đi khoảng gần 1 cây số thôi mình sẽ đụng ngay cái ngã tư Xuyên Mộc ha. Cái ngã tư Xuyên Mộc đó thì nằm ngay trung tâm xã Xuyên Mộc đó anh chị. Ở đó có chợ và ủy ban nhân dân, trường học các cấp và bách hóa xanh, điện máy xanh này kia vân vân, nói chung là tiện ích tiện nghi thì cách khoảng gần 1 cây số thôi anh chị ha. Cũng rất là gần. Mình còn mình đi thẳng luôn, mình sẽ đi giao với lại quốc lộ 5 cũng như mình đi xuống nước mắm Bình Châu này và biển Bình Châu và Hồ Cốc, biển Hồ Cốc ha này kia ha. Nói chung là đi ra đó thì khoảng mức khoảng mười mấy 20 cây anh chị ha. Biển gần nhất thì mình cách biển Hồ Tràm anh chị khoảng 15 cây số anh chị ha. Nay em Điền có một cái sản phẩm ha, chủ gửi bán, nói chung là cũng ở xa, cũng không phải ở đây anh chị ha. Nói chung là có gọi nhờ em Điền quay bán cái bất động sản này, thì nói chung là cái gia chủ bất động sản này gửi bán cái em Điền thấy giá kêu bán cũng thấy hợp lý anh chị, nên em Điền cũng quay lên để cho cô chú nhìn xem ha. Trước khi em Điền review chi tiết bất động sản đó thì em Điền sẽ mô tả trước ha, trước cái diện tích ha anh chị ha. Thì bất động sản mình thì đang có diện tích là ngang là 15m và sâu là 46. Mặt tiền là 15m luôn và hậu 15 luôn ha, vuông vức ha. Hiện tại bất động sản mình thì chưa có thổ cư nhưng mà phủ hồng toàn bộ anh chị, mình có thể lên thêm thổ cư được anh chị ha. Bất động sản mình đây anh chị ha. Thì hiện tại là em Điền đang đứng đối diện cái bất động sản của mình anh chị ha. Vị trí bất động sản mình thì cũng nằm được gọi là nằm khu dân cư đó. Cái chỗ này thì hơi vắng anh chị ha, nhưng mà đi khoảng 100m thôi là bên này dân cư đông nghẹt luôn anh chị ha, cũng như là bên đó có giáo xứ Văn Côi này kia đó, trường học luôn, cũng rất là gần. Bây giờ em Điền qua bên này để em review chi tiết nha. Đây anh chị ha, bất động sản mình đặc biệt là có hai mặt tiền đường ha. Ranh từ đây, đây là đường Hiền Hữu anh chị nha. Ranh từ đây qua bên qua bên này ha là 15m. Qua tới cái rào này anh chị đó. Qua tới đây là 15m ha, và sâu vào trong là 46m. Có tổng diện tích là 675m2 anh chị. 675,9m2 anh chị ha. Tổng diện tích nói chung về cái nhược điểm bất động sản mình thì chỉ có là hơi trũng so với mặt tiền đường thôi anh chị ha. Nói chung là cũng tương đối là trũng anh chị. Cũng khoảng nửa mét anh chị. Đây nè anh chị ha. Cái móc mình bên này anh chị. Đó, cái móc màu đỏ đó. Ra mình tới đó anh chị ha. Rồi qua bên này là 15m anh chị ha. 15m và sâu vào trong hết đất luôn ha, là tới cái rào đó. Nói chung là ranh móc của mình thì hiện tại là đang ở trước thì có tường rào, ở sau thì bên hông thì này kia thì có kẽm B40 anh chị ha. Nói chung là rào hết đất, hiện tại là đang cho trồng nhờ bắp anh chị. Nói chung là cũng là trên đất cũng là đất trống thôi chứ cũng không có gì ha, đang cho người ta trồng thuê bắp anh chị đó. Thì em Điền cũng xin được báo giá luôn vậy ha. Tổng bất động sản mình là đang kêu bán là 3 tỷ anh chị ha. Một mét là 200 triệu. Mặt tiền đường lớn này mà một mét chỉ có 200 triệu thôi anh chị. Giá rất là hời luôn anh chị ha. Nói chung là thực sự gia chủ mình thì cũng kẹt tiền anh chị ha, nên là cũng rao bán, cường bán cái bất động sản này. Hồi nãy thì em Điền có bay lay cam đó, anh chị cũng có thấy đó. Đi ra cái chỗ trung tâm xã Xuyên Mộc thì cũng rất là gần ha.
gần cây số thôi là mình có thể ra đó rồi, đầy đủ tiện nghi đó anh chị ha. Nói chung là tuyến đường ngoài đó thì mình nãy giờ em đi quay đó, anh chị có thể thấy là cái lưu lượng xe đi qua lại cũng rất là đông anh chị. Thành phố Hồ Chí Minh đa số mà muốn xuống biển Hồ Cốc này, xuống biển Bình Châu cũng như là xuống nước nóng Bình Châu là đa số đi cái tuyến đường này hết anh chị ha. Vị trí mình mà cách trung tâm huyện cũng như là trung tâm thị trấn Phước Bửu á, huyện Xuyên Mộc và thị trấn Phước Bửu thì khoảng đâu đó là 7 cây số anh chị, 5 7 cây gì đó, cũng khoảng 5 cây 7 cây, cũng rất là gần. Còn mình ra biển thì khoảng 15 cây anh chị ha, đi biển Hồ Tràm anh chị. Đây, bất động sản mình rành tới đây anh chị. Rành tới đây. Đây. Hai mặt tiền đường nha, đường này hiện hữu nha anh chị nha, có trên sổ luôn. Rành tới đây, lùi qua bên này là 15 mét ha. Đất mình thì vuông vức. Gần 700 mét vuông ha. Giá rao bán là 3 tỷ. Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng một chút ít nữa ha. Gia chủ mình cũng có báo là bây giờ giá này bớt chút đỉnh thôi, nhưng mà mình thiện chí mình cứ thương lượng thêm anh chị ha. Bất sản mình thì đất ở nông thôn phun hồng ha, mình có thể lên thêm thổ cư tùy theo cái nhu cầu của mình ha. Đó, nói chung là lên hết đất cũng được, không sao hết anh chị. Mặt tiền này thì vừa ở vừa kinh doanh, hoặc là mình có thể là mua mình tách cũng được anh chị. Ở 15 mét ha, mặt tiền 15 mét cũng tương đối là rộng. Đó, bán chỉ có 3 tỷ thôi anh chị, vừa ở vừa kinh doanh vừa mua bán cũng được anh chị ha. Giá này cũng là giá đầu tư đó anh chị ha. Từ Sài Gòn mà có cái di chuyển về đây thì mất khoảng đâu 2 tiếng đồng hồ thôi anh chị, mình đi có tắp ha. Rồi em Điền xin được nhắc lại nữa một lần nữa anh chị ha. Bất động sản mình thì đang có là diện tích là ngang là 15, sâu là 46 ha, tổng diện tích là 675,9 m2 và phủ hồng toàn bộ. Đang bán giá là 3 tỷ anh chị ha. Có hướng là hướng Đông Bắc rồi, có chú chị nào mà quan tâm bất động sản này thì liên hệ em Điền nha, số điện thoại 0788668834. Thì với nữa mình sẽ có thể gặp được chủ để thương lượng anh chị ha. Rồi em Điền cũng xin được kết thúc video tại đây, rồi em Điền cũng xin chào và hẹn gặp lại những cô chú chị những video gửi lần sau. Xin chào. At the desert, at the desert, at the desert, at the desert.